chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Thì lại là Huyền đây, cũng như thường lệ Huyền đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Động 4, địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, thủ đô Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Huyền sẽ báo giá hai dòng xe Sachi Việt Nam và Sachi nhập khẩu ha mọi người. Thì trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn nào mà chưa biết về dòng xe này, về cách phân biệt dòng xe nào là xe Sachi Việt Nam và xe nào là Sachi nhập khẩu ha. Thì nhìn sơ qua thôi thì bề ngoài nó giống nhau, nhưng khác một cái là Sachi Việt Nam thì hai cái phần xi nhan đèn nó sẽ lồi ra ha, nó không được tích vô trong này. Còn bên Sachi nhập khẩu thì hai đèn xi nhan được tích vào trong đèn của mình luôn. Một cái nữa là ở phía sau xi nhan sau ấy, thì của Việt Nam cũng vậy, nó sẽ bị, nó được làm chìa ra hai bên. Còn bên nhập khẩu thì nó đã được tích vô luôn rồi đó. Một cái nữa mình dễ phân biệt nhất đó là mâm xe. Thì cái này là đối với Huyền phân biệt thôi nha. Thì đối với Huyền, cái nào mà xe dòng xe Sachi Việt Nam thì nó sẽ là mâm màu đỏ này, còn nhập khẩu mâm đen. Cái này là mình không biết các bạn khác phân biệt như thế nào, nhưng mà theo Huyền phân biệt là như vậy. Thì giá xe của chiếc Sachi Việt Nam này ha, thì bên Huyền cũng đang bán với giá là 48 triệu thôi. Thì cái chiếc này thì nó bằng giá với lại cái chiếc Rider mà sơn màu 3D ha mọi người. Còn cái chiếc này là Sachi nhập khẩu. Thì Sachi nhập khẩu bên Huyền đang có giá là từ 56 triệu đến 57 triệu. Đó. Thì hai chiếc này bên Huyền đang còn hai chiếc này là màu zin thôi. Còn bạn nào quan tâm màu 3D thì bên mình sẽ tính thêm phí 3D. Bạn nào quan tâm về hai chiếc này thì hãy liên hệ cho mình vào số điện thoại mình để dưới màn hình rồi mình tư vấn cho mình thêm nhé. Ví dụ như các bạn mà muốn sơn lên màu xanh, đỏ hoặc vàng, đen mà các bạn yêu thích thì bên Huyền vẫn sẽ nhận sơn 3D cho các bạn nhé. Liên hệ ngay cho mình để mình tư vấn chi tiết hơn nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.